cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Bến Ngọc Anh các bạn ạ. Thì hôm nay thì có khách du lịch miền Nam lên, thì để Bến Ngọc Anh có tổ chức lễ hội của dân tộc Tây Bắc. Thì bây giờ thì mình đã cho các bạn xem thử trại của Tây Bắc các bạn nha. Chào đón Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.